Trong Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn có viết: những người tham lam sắc dục, hành vi bất chính, làm lưu mờ đi bản tính lương thiện và danh tiết, trái với thiên lý, sẽ phải chịu nhận trừng phạt. Thiên thượng sẽ giáng tai họa cho những người này, báo ứng vô cùng nhanh chóng. Nếu có người không sợ báo ứng và tiếp tục những dục vọng bất chính, thiên tai sẽ đến bất cứ lúc nào. Chỉ những ai trọng đức, giữ thân như ngọc thì mới có thể được phúc báo. Người xưa rất coi trọng vấn đề sắc dục. Ai phạm phải tội này, phúc báo đều sẽ mất hết. Những thứ lẽ ra nên có đều sẽ bị ông trời lấy lại. Do đó, càng là chính nhân quân tử, họ lại càng rất coi trọng vấn đề này. Vượt khảo nghiệm sắc dục, chàng trai thoát khỏi cửa tử. Vào thời Vạn Lịch Triều Minh, ở huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang, nay thuộc thành phố Ninh Ba, có một tú tài tên là Lục Thế Khoa, là một danh sĩ có tiếng. Ở Hàng Châu có một phú hộ họ Mã, trong tâm thường hối hận vì đã không đọc sách, nên muốn Lục Thế Khoa có thể truyền đạt kinh thư lễ nghĩa cho con trai Mỹ Ký Lương 4 tuổi của ông. Lục Thế Khoa nhận lời đến nhà họ Mã làm thầy giáo, được chủ nhà rất kính trọng, sai nhũ mẫu và nô tỳ trong Mã phủ chăm sóc cho Mã Ký Lương mỗi ngày. Lục Thế Khoa ngoại trừ việc dạy học, hết thảy anh đều không quan tâm đến các chuyện lớn nhỏ nhà họ Mã. Tâm thái lúc nào cũng đường hoàng chính trực. Một ngày nọ, tỳ nữ Tương Thanh đem trái mơ tặng cho các học trò trong học quán. Tương Thanh bèn lấy một trái mơ và nói với Lục Thế Khoa rằng: tiên sinh mời dùng mơ. Lục Thế Khoa lắc đầu: không cần. Tỳ nữ Tương Thanh liếc mắt đưa tình: không dùng mơ, vậy dùng hạnh của thiếp nhé. Kỳ thực chữ thanh và chữ hạnh là đồng âm với nhau. Lục Thế Khoa nghe xong lập tức đập mạnh cây thước xuống bàn. Tỳ nữ Tương Thanh lúc này sắc mặt tái xanh, sợ hãi bỏ đi. Kể từ đó, những người hầu khi vào đại sảnh đều đi chậm rãi, thái độ nghiêm cẩn, đối với Lục Thế Khoa càng thêm cung kính. Lục Thế Khoa dạy học cho nhà họ Mã. Được nửa năm, các học trò của anh đều ngôn hành đoan chính, một mực tuân theo các quy phạm của thầy. Sắc dục là cửa tử. Một năm nọ, vào cuối thu, trời mưa liên miên, Lục Thế Khoa thỉnh thoảng mắc bệnh cảm lạnh, thường nằm nghỉ ngơi trên giường. Mã phu nhân sợ Lục Thế Khoa đắp chăn không đủ ấm, bèn sai thị nữ bọc một tấm lụa mới gửi vào phòng của tiên sinh. Sáng sớm hôm sau, Mã Phú Hộ đến thăm tình trạng của Lục Thế Khoa. Khi đó anh vẫn còn chưa dậy. Mã Phú Hộ vô tình nhìn thấy đôi giày của vợ dưới đất, liền lặng lẽ nhét chiếc giày vào tay áo quay về. Trở lại phủ, Mã Phú Hộ mới vặn hỏi phu nhân tại sao đôi giày lại ở trong phòng Lục Thế Khoa. Vợ ông nói rằng nô tỳ khi gói lụa tặng, không cẩn thận đã bọc nó vào trong. Mã Phú Hộ không tin. Tối hôm ấy, ông sai tỳ nữ giả vờ thừa lệnh bà chủ mời tiên sinh đến gặp, còn ông thì cầm dao theo sau. Ông thầm nghĩ nếu Lục Thế Khoa mở cửa sẽ lập tức giết hắn. Khi Lục Thế Khoa nghe tỳ nữ truyền lại mệnh lệnh của bà chủ, ông vô cùng tức giận quát to: "Này, cô đang nói cái gì vậy? Đến khi trời sáng, tôi sẽ nói lại với chủ nhân của cô, ông ấy sẽ đánh chết cô." Mã Phú Hộ nghe vậy thì trở lại phủ, nhưng ngờ vực trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Lần này, ông bắt vợ phải tự đến gõ cửa phòng Lục Thế Khoa vào giữa đêm. Nghe tiếng phu nhân gọi cửa, Thế Khoa bèn nói: "Tôi được hiền phu mời làm thầy giáo, làm sao có thể trong đêm làm bại hoại phẩm đức được? Trong đêm tối nào có chuyện gì để phu nhân gặp tôi?" Phu nhân trả lời: "Xin chàng mở cửa, thiếp có chuyện muốn nói." Thế Khoa tiếp lời: "Phu nhân và tôi liệu có gì để nói? Ngay cả khi có điều gì muốn nói, mời ngày mai hãy đi cùng ông chủ. Cánh cửa này là quan sinh tử, là ranh giới giữa người và thú, nhanh mời lùi bước. Danh nghĩa hiền phu cả đời đã bị phu nhân phá hỏng rồi, Công việc thầy giáo này tôi không làm nữa, tuyệt sẽ không mở cánh cửa này cho phu nhân. Lúc này, ông chủ Mã mới biết Thế Khoa là người vô cùng chính trực. Ông bèn buông con dao xuống. Một kiếp nạn sinh tử giữa họ cũng đã được giải quyết. Sáng hôm sau, Lục Thế Khoa xin rời khỏi học quán. Ông chủ họ Mã thấy thế, bèn xin lỗi Lục Thế Khoa và nói rằng tiên sinh chính là bậc quân tử. Sau này, vào năm Vạn Lịch thứ 35, Lục Thế Khoa lọt vào bảng vàng của kỳ thi đình, làm quan đến Đại Lý Khanh. Khi hoạn quan Ngụy Trung Hiền làm mưa làm gió trong triều đình, hầu hết mọi người trong triều đều ngã theo ông ta. Chỉ Lục Thế Khoa vẫn đứng vững, cả đời không đánh mất tiết tháo của mình. Cửa dâm dục thực sự là cửa sinh tử, là ranh giới giữa người và thú. Một khi cánh cửa này được mở ra, hậu họa cũng theo đó mà tới. Có thể qua được khảo nghiệm này sẽ đắc phúc báo trong tương lai.